cùng lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tiên tuần trên kênh chứng khoán chiến binh tiên tường có sóng cũng như trên kênh hùng lê chứng khoán thì như anh chị em cũng rất quen thuộc rồi à, hàng tuần thì chúng ta sẽ có một bản tin à, phân tích bộ ba tham số chung của thị trường đồng thời chúng ta sẽ phân tích à, một số các danh mục cổ phiếu rất là cơ bản à, mà à, tất cả các nhà đầu tư khi chúng ta lên thị trường chứng khoán thì chúng ta đều va vấp đến các cái nhóm ngành này, này. À, còn đối với kênh hùng lê chứng khoán thì các anh chị em cũng biết rồi một ngày à, kết thúc một phiên giao dịch thì chúng ta sẽ có một bản tin và bản tin đó để làm gì cái thứ nhất là chúng ta sẽ view lại bộ ba tham gia chung của thị trường để chúng ta biết được là à trong tuần vừa qua thì thị trường chúng ta đang diễn biến theo tình thế như thế nào đúng không ạ nó đang tích cực hay nó tiêu cực và kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì tất cả những cái à, phân tích của phiên ngày hôm qua thì nó có còn đúng không? Nó còn đúng xu hướng không? Hay là chúng ta cần phải điều chỉnh kịch bản của thị trường như thế nào? Thì như vậy là hàng ngày thì chúng ta sẽ có một cái bản tin. Và 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 các anh chị em lưu ý này, trên trong cái quá trình mà chúng ta đi đầu tư ở trên thị trường chứng khoán ấy thì cái mẫu chốt vấn đề đầu tiên là chúng ta phải phân tích được đúng xu hướng thị trường. Đó, còn đúng như thế nào, hoặc sát như thế nào, hoặc là gần đúng như thế nào thì cái cái việc đầu tiên đó là cái xu hướng của thị trường thì cái xu hướng của thị trường nó như một cái đường ray của xe lửa các anh chị và nó giúp cho cả cái đoàn tàu của chúng ta hàng trăm hàng hàng nghìn mã cổ phiếu ở trên thị trường nó vận hành theo cái đường ray đó vậy thì cái câu chuyện là chúng ta cần phải phân tích được sát xu hướng đúng được xu hướng thị trường đúng thì là cái tốt còn hai nữa là sát đó thế thì tất cả các cái dữ liệu ở trên thị trường các anh chị nhé thì nó hoàn toàn là dữ liệu chậm có nghĩa là gì có nghĩa là tín hiệu đóng phiên đó tín hiệu đóng đến thì chúng ta mới có được tín hiệu kỹ thuật chứ nó không có tín hiệu sớm và tất cả các chỉ báo phân tích ở trên thị trường đều là các chỉ báo chậm đó dẫn đến một câu chuyện là gì à, chúng ta phân tích á, thì sẽ không có một cái cỗ máy nào cả và không có một cái 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 robot nào cả hoặc không có một cái ai nào cả mà có thể là gì giúp chúng ta nhận định đúng điểm đỉnh của thị trường và đúng đáy của thị trường đúng đỉnh của cổ phiếu và đúng đáy của cổ phiếu và thị trường chứng khoán mỹ đã ra đời cách chúng ta đây là 100 năm rồi và hiện tại cũng không có một cái ai nào ở trên thị trường quán mỹ mà nó làm tốt được cái việc đó cả mà nó làm đúng được cái việc đó cả cho nên là dẫn đến một câu chuyện là gì tất cả những cái nội dung mà chúng ta phân tích đó các anh chị thì chúng ta dựa trên cái gì dựa trên dữ liệu lịch sử dựa trên dựa trên dữ liệu quá khứ dự, dựa trên dữ liệu hiện tại và chúng ta phân tích chúng ta tổng hợp lại để chúng ta đưa ra được một cái góc nhìn một cái quan điểm à các anh chị nhá và mong rằng à, những cái góc nhìn đó những cái quan điểm đó thì uh, nó sẽ giúp ích cho nhà đầu tư trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư thì các anh chị lưu ý nhé chúng ta có hai kênh kênh hùng lê chứng khoán và kênh chứng khoán chiến binh đơn từng có sóng thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ đăng ký để chúng ta cập nhật uh, những cái bản tin mới nhất nó và xu hướng mới nhất của thị trường Thế thì uh, bản tin tuần từ phiên giao dịch ngày 5, ngày 5 đến ngày 9 tháng 8, 2024 thì vẫn như thường lệ thôi. Chúng ta sẽ view lại bộ ba tham đầu chung của thị trường ở trong tuần vừa qua phần thứ hai thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu mà ông đã lọc ra à, gồm nhóm cổ phiếu ngành trụ, ngành bất động sản, khu nghiệp, ngành thép, ngành bất động sản dân cư và nhóm ngành chứng khoán thì đây cũng là những cái nhóm ngành hết sức là cơ bản à, bởi vì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta phân tích được hết cả thị trường mà ông chỉ phân tích điểm qua à, điểm mặt qua một số các cái à, nhóm ngành à, nó tương đối là gọi là quần chúng đúng không? tương đối gọi là là, là 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 phổ cập đúng không phổ cập ở trên thị trường à, vậy thôi các anh chị nhá thì các anh chị lưu ý tất cả những cái nội dung trên video mang quan điểm cá nhân đồng lê. Vì vậy nhà đầu tư chúng ta sẽ xem, chúng ta sẽ cân nhắc trước khi mà chúng ta áp dụng các cái nội dung mà Hùng có đề cập với một cái mong muốn chi nhất. Đó là gì? Tất cả những cái gì Hùng đã trải qua. Đó là những cái thời gian rất là khó khăn từ năm 2010 cho đến thời điểm tại thì Hùng đã đi trên thị trường hơn 12-13 năm. Thì uh, trong quãng trường đó thì cũng có rất nhiều những cái nhịp uptrend của thị trường, ví dụ nhịp 2021 rồi cũng có rất nhiều những cái nhịp downtrend của thị trường, ví dụ nhịp 2223. Rồi lùi về trước đó nữa thì cái câu chuyện là gì? Thị trường của chúng ta thì nó luôn luôn vận động và nó luôn biến biến đổi các anh chị ạ. Và um, khi chúng ta đã xác định lên đến thị trường chứng khoán rồi thì cái chúng ta cần phải làm quen uh, làm quen với tất cả những cái diễn biến đó và chúng ta cũng à uh, người ta gọi một cái câu đấy là thắng không kiêu và bại không nạt À uh, có những thời điểm thị trường chúng ta gặp À, khó khăn và có những cái thời điểm à, thị trường chúng ta gặp những cái thiên hướng tích cực thì à, làm sao đó để chúng ta à, cố gắng trong các cái nhịp uptrend thì chúng ta cố gắng chúng ta kiếm tiền thế còn trong những cái nhịp downtrend hoặc trong những cái nhịp thị trường khó khăn thì chúng ta cố gắng là gì à, chúng ta tích lũy những cái vị thế những cái cổ phiếu tốt để chúng ta chờ thời chúng ta chờ đợi à, xu hướng uptrend à, tổng quan của cả thị trường thì khi đó thì à, chúng ta sẽ có được những cái cơ hội đầu tư nó tốt hơn và nó tích cực hơn chỉ số VN index, từ phiên giao dịch của ngày 29 đến ngày mùng 2 tháng 8 thì uh, hàng ngày chúng ta cũng đã có những bản tin phân tích rồi và trong tuần vừa qua thì chúng ta cũng đã hướng đến uh, cái tác kỹ thuật của chỉ số VNI vào vùng 1257 đến vùng 1260. Thì về cơ bản là chỉ số này đạt được ở trong phiên giao dịch 3 ngày 31 à đúng không anh chị? À ngày mùng 1 đúng không? Ngày mùng 1 ngày mùng 1 tháng 8 thì như vậy là chỉ số này đã có gắt tăng ngay từ đầu phiên và sau đó thì chúng ta cũng chứng kiến rồi chỉ số VNI của chúng ta có một phiên giảm khá là mạnh ở phiên chiều ở phiên ngày 1 tháng 8 thế thì sau khi mà chỉ số VNI của chúng ta bị thất bại lần lượt nó bị thất bại ở các cái điểm diện điểm chỉnh cung kỹ thuật ở vùng 1. 1233 điểm đó, thì bước vào phiên giao dịch của ngày 2 tháng 7 à, 2 tháng 8 thì như cũng đã có phân tích ở đây đúng không ạ? Dự kiến thì chỉ số VNI của chúng ta sẽ có gáp tăng nhẹ nhưng trên thực tế là đến thời điểm kết thúc phiên thì chỉ số VNI của chúng ta mới đóng lên được trên vùng 1230 điểm 5 điểm cộng ở đây. Và ngay từ đầu phiên thì chỉ số VNI của chúng ta quay trở về test luôn và nó test ở vùng 125 và sau đó thì dịa hướng về vùng 1218 đến vùng 1220. Thì Nhung đã có chia sẻ ở trong cái thời điểm hiện tại là gì? À, chúng ta sẽ à, cần có những cây nến búa kiểu như thế này tức là có thể là chúng ta tính toán các cái trường hợp là chỉ số VNI của chúng ta sẽ bị thủng qua ở vùng 1218. Tuy nhiên, à chúng ta cần các cây nến đóng giờ và các cây nến đóng phiên. Thì chúng ta thấy rằng là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì có bốn cây nến giờ là chỉ số VNI của chúng ta test về vùng 1210. Sau đó thì đến phiên chiều thì thị trường của chúng ta bắt đầu có những cái sự chuyển biến khá là tích cực khi mà chỉ số VNI bắt đầu test thêm một lần nữa ở vùng 1210 và bắt đầu rút chân lên được đến vùng 1218 1220. Và cây đến giờ từ 14 giờ đến 15 giờ thì chúng ta thấy rằng lực cầu bắt đầu bắt mạnh ở bắt đầu từ sau khoảng tầm 14 giờ 5 phút à, với à, cái lực đỡ chủ đạo đến từ nhóm chứng khoán. Rất nhiều các mã cổ phiếu nhóm chứng khoán đã à, tăng kịch trần. Đó đã giúp cho thị trường chúng ta bắt đầu có sự lan tỏa và sau đó thì à, dòng tiền tiếp tục à, lan sang nhóm thép rồi à, nhóm bất động sản dân cư rồi Uh, nhóm ngành dầu khí phân đạm hóa chất đó, ở uh, một số các nhóm ngành đã có sự phục hồi khá là tốt Đó, đã giúp cho chỉ số VNI của chúng ta như vậy là rút chân uh, khoảng gần 25 điểm à, sắp chỉ, uh, Sắp xỉ 25 điểm, các chị 25-26 điểm trong phiên giao dịch của ngày hôm nay và với việc chỉ số VNI của chúng ta kéo mạnh ở trong phiên chiều thì cái câu chuyện là gì à, chúng ta kỳ vọng điểm điểm tiếp theo trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì có thể VNI của chúng ta sẽ tiếp tục có những gáp đẩy lên và những gáp đẩy đó thì nó có thể kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 1243 đó nó sẽ đẩy lên khoảng quanh vùng 1243 1245 rồi sau đó chưa chạy được đâu anh chị ơi nó sẽ phải lấp lại và các điểm lấp mục tiêu thì đẹp là sẽ lấp lại vùng 125 đến vùng 1230 còn xấu hơn thì có thể nó sẽ test lại ở vùng 1218 1220 thêm một lần nữa test lũy thành công ở vùng này à, tích lũy đảo long thì như vậy là chúng ta sẽ lần lượt chúng ta nâng à, dần các cái target kỹ thuật ở vùng 1245 đến vùng 1250 đối với chỉ số VNI Bây giờ thì chúng ta cùng phân tích chỉ số VN30 ở phiên giao dịch từ ngày 29 đến ngày mùng 2 thì như vậy là kết thúc từng phiên giao dịch thì chúng ta cũng đã có những cái sự phân tích đúng không ạ? Và trong tuần vừa qua thì cái target mắc mà chúng ta đưa lên được đó là vùng 1.000 à, dự kiến đến vùng 1305. Và trên thực tế thì nó chưa đi đến chưa chưa đến được vùng 1305. ở à, cái phiên cao nhất ở đây nó đi lên được đó là đâu đó khoảng vùng 1304. Phết mấy thế này. Đấy, trong phiên giao dịch của ngày 1 tháng 8 và sau đó thì uh, chỉ số VN30 của chúng ta cũng đã có lực chốt mạnh ở trong phiên chiều. Đó. Thì cái câu chuyện là sau khi mà chỉ số uh, VN30 chúng ta lần lượt bị thất bại các cái mốc hỗ trợ thì như vậy là cũng đã có phân tích và dự báo đến phiên giao dịch ngày 2. Đúng không ạ? Phiên giao dịch ngày 2 thì chúng ta dự báo là gì? Có thể là gì ngay từ đầu phiên thì uh, thị trường chúng ta có gáp tăng lại. Uh, tuy nhiên trong phiên giao dịch của tối ngày hôm qua thì chỉ số Dow Jones của chúng ta có thời điểm âm gần 700 điểm và kịp rút chân lên. À kịp rút chân lên và đâu đó mất khoảng tầm phần trăm đúng không ạ? Và chính vì cái lý do đó cho nên là dẫn đến thị trường của chúng ta cũng sẽ không có gáp tăng ngay từ đầu phiên và nó mở gáp giảm luôn và nó sẽ test về à các vùng test kỹ thuật thì như chúng ta phân tích ở đây. Khả năng thì chúng ta phải tính toán đến vùng 1260 và cây nến giờ à, đầu phiên thì nó đã test về vùng 1260 và đến các cây đến giờ tiếp theo thì như vậy là gì vn30 của chúng ta test biên 1255 đến vùng 1260 trước khi kịp phục hồi à, tương đối là mạnh ở trong phiên chiều đấy các anh chị một cây đến giờ à, kết thúc phiên và như vậy là gì à, vn30 chúng ta đã vượt lại được đến vùng 1280 tức là cũng phải đóng phiên thì vn30 chúng ta mới vượt lại được vùng 1280 đây thì với lực kéo khá là mạnh như thế này thì chúng ta dự báo điều gì khả năng thì À, có thể là gì chỉ số vn30 chúng ta sẽ có những cái điểm kéo gáp lại ở khoảng quanh vùng 1285, các anh chị uh, 1285, 1285 ở trong tuần tới sau đó thì chúng ta sẽ có các điểm chỉnh cung lấp gáp, lấp đẹp thì nó sẽ lấp về vùng 1270, 1273, các anh chị nhé đây này tức là nó sẽ test lại kiểu gì thì nó cũng như vậy thôi nó sẽ test lại cái kỳ vọng là nó sẽ test lại cái 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 chân sóng ở trong phiên giao dịch của ngày 25 tháng 7 thì như vậy là sau cái điểm kéo này rồi thì như vậy là chúng ta kỳ vọng ở vùng 127 bảy uh, 1270 còn điểm sâu hơn à xin lỗi cả nhà điểm sâu hơn là vùng 1268 ở đây này 1268 đến vùng 1270 đây nó test lại cái chân đến này rồi test đi thành công ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ tiến đến vùng 1285 1290 và xa hơn sẽ là vùng 12 uh, 95 cộng <laughs> Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn chỉ số VN30 ở trên sạc kỹ thuật ngày để chúng ta nắm lại được sơ bộ các cái nội dung mà chúng ta có phân tích. Cái thứ nhất là gì? Chúng ta có điểm hỗ trợ kỹ thuật 1260 đến vùng 1265 và như cũng đã có phân tích ở đây thì như vậy là phiên giao dịch của ngày hôm nay thì có thời điểm thủng qua nhưng cái điểm quan trọng nhất là gì? À, chúng ta vẫn có gì các cây nến với râu nến dưới dài và điểm đóng nến thì gần như cao nhất phiên và đây là một cây nến búa à, uh, với dâu nến dưới dài và lực đóng cao nhất phiên thì đây là một xét về kỹ thuật thì đây là một cây nến uh, tương đối là hay đúng không anh chị và trong cái cách uh, thức vận hành của thị trường thì sau một cây nến giảm đỏ thì chúng ta sẽ cần rất nhiều những cây nến búa kiểu như vậy và đây là một trong những cây nến búa đó vậy thì thị trường chúng ta sẽ phải cần thêm ít nhất khoảng ít nhất khoảng hai phiên nữa các anh chị nhé tức là nếu như nó phát đi được cái tín hiệu kỹ thuật tích cực thì phải hết phiên giao dịch của ngày thứ ba còn chậm nữa thì phải đến phiên giao dịch ngày thứ tư tuần tới khi đó thì chúng ta sẽ liên tục có những cây nến và nó sẽ sideways và có những cái điểm đây anh chị nhá đây anh chị nhìn thấy một hai ba bốn năm cây nến đó ví dụ như vậy và ví dụ sau những cây nến giảm đây thì có những cây nến bu lên nhưng sau đó sẽ có những gì ạ? à, sẽ có những cái phiên mà thị trường quay trở lại test cung thì như vậy là chúng ta sẽ dự kiến cái tọa độ nó rơi vào khoảng tầm thứ ba đến thứ tư tuần tới thì thị trường chúng ta mới cho đi một cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta dự báo để chúng ta phân tích tiếp còn khả năng sau phiên này thì tỷ đồ của chúng ta sẽ tiếp tục test cung và đối với chỉ số VN30 thì trong thời điểm ngắn hạn vẫn tiếp tục lấy ở vùng 12 à uh, 1260 đến vùng 1265. Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng các anh chị nhá, rất quan trọng. Đó để chúng ta dự báo là gì? À, dự báo xu hướng phục hồi. Còn trong trường hợp nếu chỉ số VNI VN30 chúng ta bị thất bại ở vùng 1260 thì chắc chắn rồi nó sẽ phải lùi lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn. Thế thì hàng ngày thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục để chúng ta theo dõi các cái tín hiệu real time của thị trường. Để uh, tiếp tục cập nhật và tiếp tục phân tích. Rồi uh, và đối với chỉ số phá sinh thì trong tuần vừa qua uh, chúng ta cũng đã nâng được những cái target kỹ thuật của chỉ số này. Ví dụ như là đến đến uh, cái cái điểm mắc của chỉ số phá sinh mà cũng đã có phân tích ở trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 8 ấy, là dự báo gáp tăng lên ở vùng 1307. Thì uh, trong phiên này thì như vậy là phá sinh cũng đạt mắc target tức, tức là trong tuần vừa qua thì cái phá sinh nó đạt mắc ở quanh vùng 307. Rồi và sau đó nó lần lượt đi test Cung và trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 8 thì chúng ta cũng nắm được cái tình hình rồi đó là gì à, thì chúng ta cũng đã có những cái điểm rơi khá là mạnh khi mà chỉ số phá sinh lần lượt bị mất ở các vùng hỗ trợ 1295, uh, 1285 và sau đó lùi uh, đóng phiên ở quanh vùng 1275 điểm. Đây và bước vào phiên giao dịch ngày 2 ấy, thì như vậy là chúng ta cũng có dự báo là gì khả năng thì sẽ có một gap tác nhẹ ở đây và sau đó thì uh, chỉ số này sẽ đi lấp gáp đó và các cái vùng lớp thì nhung đã có phân tích cực kỳ chi tiết cho các anh chị rồi đó à, đầu tiên sẽ là vùng một hai tuy nhiên gáp giảm thủng qua vùng một hai thì chúng ta phải tính toán đến trong phiên giao dịch của ngày hôm nay phá sinh sẽ có thể phải lùi về vùng một nghìn đến vùng một hai và các anh chị nhìn thấy đấy đó và phá sinh của chúng ta lùi về đến cái điểm sâu nhất của phá sinh đó là vùng một nghìn hai đây rồi sau đó nó ngập ngừng, nó quay ở quanh vùng 1260 và phải đến tầm à, tầm sát 2 giờ chiều thì à, phái thanh của chúng ta mới bắt đầu có những cây nến M5 cây nến hammer m 5 xanh và bắt đầu đục thủng qua vùng 1263 điểm ở đây và sau đó thì chúng ta có một cái xu hướng phục hồi để giúp cho chỉ số phá sinh của chúng ta vượt lại trên vùng 1275 điểm và kết thúc phiên thì ở vùng 1275,9 điểm ở đây thì với xu hướng hiện tại như này thì chúng ta cũng kỳ vọng là gì phá sinh sẽ tiếp tục có những cái điểm đẩy lên ở trên vùng 1280 và sau đó và sau đó sẽ phải đi lấp lại anh chị và các điểm lấp kỳ vọng là 1270 1268 và trong trường hợp nếu phá sinh của chúng ta trả hết thì nó sẽ lấp lại ở khoảng quanh vùng 1263 đó, thì chúng ta kỳ vọng là gì? À, nếu như trong trường hợp mà phá sinh của chúng ta lấp càng cao thì càng tốt, càng khỏe đúng không ạ? Còn nếu mà lấp càng sâu thì như vậy nó thể hiện cái sự à sự tích lũy của thị trường nó chưa đủ cho nên nó sẽ trả gáp sâu. Đó. Và sau khi mà test thành công ở những điểm này thì chúng ta kỳ vọng điều gì? À, chỉ số phá sinh sẽ tiếp tục vượt lại vùng 1280. Và đích đến à, xa hơn thì chúng ta sẽ hướng lại vùng mươi đến khoảng quanh vùng 1295 ở đây. Đó sẽ là cái vùng cản à, tâm lý à, kỹ thuật của thị trường ở trong À, các cái phiên và trong tuần giao dịch tiếp theo phần thứ hai thì chúng ta sẽ bắt đầu đi view ở một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản các anh chị nhé và à, những cái cổ phiếu này thì gần như là các anh chị khi lên thị trường chứng khoán thì ai cũng va vấp cả và hùng thường chọn những cái danh mục nó cộng đồng à, để chúng ta theo dõi Chứ còn những cái danh mục mà nó kiểu nó ít cái cái sự quan tâm của nhà đầu tư quá và chúng ta phân tích lên thì nó cũng sẽ không được cái sự đại chúng cho lắm đúng không ạ? Rồi. cổ phiếu MBW cơ từ phiên giao dịch ngày 29 đến ngày mùng 2 đây các anh chị nhé và kết thúc tuần thì Hùng sẽ đánh một cái điểm dấu xanh ở đây để chúng ta nhận diện thì đối với lúc trong tuần vừa qua khá là tích cực khi ta ghét tuần chúng ta dự báo vùng 63 và nó lên được khoảng quanh vùng 64 tiệm cận đến vùng cảnh thuật 65 ở đây thì nó bắt đầu chỉnh cung phiên giao dịch ngày hôm nay cũng là một phiên giao dịch mà gì mờ lúc đã có sự phục hồi tích cực ở cuối phiên với hai cây nến giờ tăng mạnh À, với lực uh, rút chân lên như này thì có thể tuần tới mà lúc sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 62 điểm sâu hơn sẽ là vùng 61.5 test đi thành công thì như vậy là gì ta cái kỹ thuật chúng ta lại tiếp tục hướng về ở quanh vùng cản 65 Cổ phiếu Mansan cũng là một mã cổ phiếu mà liên tục phân tích và với quan điểm cá nhân của mình thì đây sẽ là một mã cổ phiếu cầm dài đánh dài. Trong tuần vừa qua thì như vậy là chúng ta dự báo là Mansan với cái đà tích cực ở tuần trước đạt được cái target 74 thì nó sẽ tiếp tục đà hứng phấn và sẽ tiếp tục kéo lên về vùng 75 và sau đó nó sẽ quay trở về chỉnh cung test lại ở vùng 73.7 73. đến vùng 74. Thì phiên giao dịch của ngày thứ hai là test điểm 1 rồi đạt target lần 2 ở 75 và đến phiên giao dịch ngày 1 tháng 8 thì như vậy là uh, cổ phiếu Mansan bị thủng ở vùng 73.7 và uh, lùi về vùng 71 đến vùng 71.5 trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì cái cách uh, tạo lập của Mansan hiện là tích cực khi mà nó có những điểm long lên và có những điểm sọt xuống với cách hiện tại như thế này uh, chúng ta kỳ vọng tuần tới Mansan sẽ test lại khoảng quanh vùng 72 điểm sâu hơn có thể là vùng 71.7 hoặc là 71.5 test đi thành công ở vùng này thì chúng ta lại tiếp tục hướng vùng 74.5 đến khoảng quanh vùng 75 cổ phiếu Vinamilk à, đến cuối cùng thì tất cả những mã cổ phiếu trụ chúng ta phân tích thì Vinamilk đã bắt đầu hành quân đúng không anh chị và những cái mã cổ phiếu trụ chọn ra cho anh chị đều như vậy là đều thu được thành quả hết không có mã cổ phiếu nào bị thất bại cả à, Vinamilk trong tuần và thậm chí là tuần từ phiên giao dịch ngày năm đây thì chúng ta đã có phân tích các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của à, em này ở quanh vùng 65 vùng 65.5 Ờ, tuần này thì chúng ta nâng lên 65.5, 65.7 và uh, Vinamilk lần lượt công được các cái target cái thuật vùng 67 này Và sau đó thì nó tích lũy này và tiếp tục lên được vùng 68.5 này, lên vùng 70 và maximum trong tuần vừa qua thì nó đã lên suýt soát được đến vùng 72 Với lực đi khá là tích cực, dòng tiền tốt, đấy các anh chị Và sau khi đạt 72 rồi thì Vinamilk cũng đã test lại ở vùng 70, đây là cái điểm test của Vinamilk, uh, theo quan điểm của Hùng là rất là đẹp và sau những điểm test đó thì Vinamilk tiếp tục xây này ở vùng 70.5 đến khoảng vùng 71 tuần tới nếu có thì nó sẽ ở dự kiến nó sẽ ở quanh vùng 70 71 này thôi. Và ta các thuật của Vinamilk chúng ta sẽ hướng lên vùng 74. Cổ phiếu BVH đây các anh chị BVH cũng là một mã cổ phiếu trụ Chúng ta có phân tích phiên giao dịch ngày 24 25, 26 thì chúng ta có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật 42, 42.3 Sau đó nó phục hồi lên và cũng có phân tích điểm Chỉnh cung 1 là 42.7 với mục tiêu công lại Vùng 45.5 Thì trong tuần lên được vùng 44.3 Thì nó lại quay trở lại, nó test lại à, Vùng mục tiêu thứ hai đó là vùng 42. 42, 42.3 và tiếp tục vượt lên được trên vùng 42.7 ở đây với cây nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay là một cây nến giờ kéo khá là tốt thì các anh chị nhìn thấy đây đây nó cũng là một cái mô típ tương tự như vậy thôi và nó sau cái điểm test xong thì như vậy là nó sẽ test và tuần tới uh, BVH sẽ tích cực ở vùng 42.7 đến vùng 43 test tích lũy thành công thì như vậy thôi ta ghép kỹ thuật chúng ta lại tiếp tục hướng vùng 45 45.5 trụ gì cũng là một má trụ mà chúng ta cũng phân tích liên tục phân tích về mặt xu hướng và các cái điểm hỗ trợ đúng không ạ và các cái điểm kháng cự của nó thì di cũng là một cái mã cổ phiếu mà ông được lọc ra phân tích rất là dài, các anh chị có thể xem lại tất cả những bản tin à, tuần thì chúng ta sẽ xem lại được cái lịch sử uh, chúng ta phân tích mã di Thì trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến là gì? Thứ nhất là cái cảnh kỹ thuật của di sẽ là vùng 72, sau đó sẽ hướng về vùng 74.5 và điểm hỗ trợ kỹ thuật là 69.7 đến vùng 70. Thì các anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì về cơ bản là hai phiên đầu thì đây các anh chị có luôn target 72 nhưng mà nó chưa lên được đến vùng 74 thì nó à, nó chỉnh À, chỉnh cung với cả thị trường và thủng vùng 69.7 thì như vậy là đây anh chị nó test lại ở cái chân 24 thì ngày phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ ngày ngày thứ sáu đúng không ạ à, G tiếp tục test ở vùng 66 đây anh chị liên tục đi ngang ở vùng 66 đến vùng 66.5 và cái đến giờ phục hồi với một lực đánh khá là mạnh vượt lại được ở vùng 70. Thì với cách đánh tạo lập này của J thì như vậy là tuần tới khả năng J sẽ có các cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 68, 68.5 kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu sẽ là hướng lại vùng 72 break được vùng 72 thì sẽ hướng về vùng 74 đến khoảng vùng 74.5 Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp thì với nhóm ngành này thì nó cũng rất là quen thuộc với anh chị em nhà đầu tư. Mã cổ phiếu KBC trong tuần chúng ta dự kiến ở vùng 26.7 đến khoảng vùng 27. 27.6 đến khoảng vùng 27.8 test tích lũy và target kỹ thuật dự kiến vùng 29. Tuy nhiên anh chị nhìn thấy là phiên giao dịch ngày thứ hai, thứ ba thì nó tích khá là tốt. Tuy nhiên đến phiên giao dịch của ngày 31 thì đây, KPC uh, KBC bắt đầu có một cái nhịp chỉnh giảm chung với cả thị trường với lực rơi khá là mạnh và nó lần lượt phá vỡ các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật và đến phiên giao dịch ngày 2 thì như vậy là KBC đang về đến vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 26 có lực phục hồi Tuy nhiên là đây nó có một cây nến test này thì khả năng tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 25.7 điểm sau đó sẽ là vùng 25.5 kiểu gì thì à, em này, này em nó cũng phải test lại một lần nữa các anh chị test lại một lần nữa rồi à, sau cái test tích lũy thành công và cả thị trường phục hồi thì như vậy là chúng ta sẽ hướng lại vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 27.8. FZC <laughs> dự kiến ở điểm 37.5, 37.7 là điểm test kỹ thuật, test kỹ thuật ở vùng 40 và trong tuần thì nó lên được vùng 39.3 và bắt đầu cũng uh, phiên 31 thì bắt đầu nó cũng bị rơi và phiên ngày hôm nay thì nó rơi về đến vùng 34.5 thì trong ngắn hạn vùng 34 đến vùng 34.5 nó là vùng hỗ trợ khá là tích cực của cổ phiếu FTC. Các anh chị nhá, và hai cái đến giờ phục hồi với lực bắt cũng rất là 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 ổn đúng không ạ? Vậy thì à, như vậy chúng ta sẽ dự báo cái điểm 35.5 đến khoảng 36. Dự kiến thì SSC sẽ có những cái điểm test tích lũy lại ở quanh vùng này và test lũy thành công thì mục tiêu như vậy thôi. À, sẽ hướng lại vùng cả kỹ thuật 39 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 40. Thì các anh chị lưu ý là ngoài cái câu chuyện mà chúng ta đây à, chúng ta phân tích ở trên chart kỹ thuật giờ thì chúng ta sẽ cần phải view ở trên chạc kỹ thuật ngày để chúng ta nắm được uh, về mặt xu hướng về mặt thiên hướng kỹ thuật đấy các anh chị nhé thì như vậy là SJC đã có một cái hành trình tăng trưởng từ chân sóng tháng 11 của năm 2022 sau đó thì tiếp tục đến uh, uh, đến 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 chân sóng tháng 11 của năm 2023 và cho đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang nằm ở trong một cái xu hướng uptrend đó và cái vùng 34 đấy các anh chị nhìn thấy đúng không ạ uh, sau một cái nhịp mà gì nó lên được đến cái target 45 thì uh, các cái nhịp chỉnh này thì các anh chị lưu ý đây là một cái đến giờ đến ngày phục hồi Tuy nhiên là sau cái đến ngày phục hồi đó thì có thể là gì nó sẽ tiếp cái đà hứng phấn Rồi sau đó thì có thể là gì nó sẽ đó Nếu như chúng ta nhìn ở trên trạng cái tuần ngày thì chúng ta sẽ thấy là gì À có thể là gì nó sẽ tiếp tục sẽ phải vòng lại test lại ở khoảng quanh vùng 34 đến khoảng vùng 34.5 Tức là nó sẽ test chạm kênh xu hướng Và trong cái quá trình phục hồi thì các anh chị lưu ý là gì Chúng ta sẽ có một cái đây các anh chị nhìn thấy đó đây đúng không ạ Đó cứ mỗi lần mà SSC của chúng ta chạm vào chạm vào cái cản này thì nó đều dội xuống chạm vào cái cản này thì nó đều dội xuống chạm vào cái cản này nó đều dội xuống thì rất có thể là gì trong quá trình phục hồi á à, các anh chị nhá đấy trong quá trình phục hồi của SSC ở trong nhịp này thì chúng ta sẽ dò tìm được cái vùng cản cái thuật của SSC ở đây là gì đó là khoảng quanh vùng 38 các anh chị lưu ý à, đó ví dụ như vậy đấy thì đấy nha các anh chị nhá đó vậy thì nó sẽ phục hồi lại khoảng khoảng quanh vùng 38 ở đây rồi có khả năng thì nó sẽ gì nó sẽ tiếp tục test lại ở vùng 34 34.5 ở đây để làm gì để nó thứ nhất là nó hình thành được cái mô hình vk ở đây và nó kiểm định được cái vùng đáy ở đây và nó kiểm định được cả cái kênh xu hướng này ở đây rồi sau khi test lại lần hai đúng không ạ lực cầu ổn định và chúng ta sẽ nhìn thấy được một kênh đến ngày mà scc bắt đầu vượt kênh đấy thì đây mới là cái thời điểm là gì chúng ta mới dự báo được cái xu hướng chuyển mình của scc đó chuyển từ kênh xu hướng gọi là giảm chủ đạo sang gì tăng chủ đạo Đấy các anh chị nhá, đó, trên trạc ngày nó phải như thế. Thế thì cái câu chuyện là vậy thì trên trạc giờ và trạc ngày, tại sao Hùng lại phải phân tích ở trên trạc giờ, Mà không nói trên trạc ngày, bởi trên trạc ngày thì khi đó thì chúng ta sẽ phân tích một cách nó chuyên sâu hơn. Đó, còn trên trạc giờ để chúng ta nhìn được các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ như vậy. Đấy các anh chị nhá. Đó, thì à, khả năng là nó sẽ test lại rồi sau đó nó sẽ công các cái vùng đấy các anh chị này. Đấy, ví dụ chạm đến cái vùng 38 đúng không? Các anh chị nhìn thấy đấy ạ thì trước mắt đương nhiên rồi cái vùng 37.5 đến vùng 38 đây nó sẽ là cản một. Rồi sau đó nó sẽ đến vùng 39, à, đẹp nữa thì nó mới lên được vùng 40 đó ví dụ vậy. Thì khi nó va lại các cái vùng cản kỹ thuật đó thì cái cái sự rung lắc và quay lại chỉnh của thị trường cũng như cổ phiếu nó lại sẽ là rất là cao đúng không ạ? cổ phiếu IDC trong tuần chúng ta dự báo ở vùng 57.5, ta các kỹ thuật ở quanh vùng 60 thì như vậy là đạt được rồi và sau khi đạt được vùng 60 thì như vậy là IDC cũng đã có một cái nhịp giảm chung và trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 thì đây các anh chị này, vùng 24 đúng không ạ? Chân sóng tại index ở vùng 1220 điểm ở đây. Thì như vậy là ngày hôm nay nó test lại và hai cây đến giờ phục hồi tích cực. Như vậy với góc độ phục hồi như thế này thì chúng ta kỳ vọng điều gì? Đấy có thể là gì sau những cây đến phục hồi thì nó sẽ có những cái điểm test lại và ở vùng 57.5, 57.3 Ờ, điểm khỏe hơn thì ở vùng 57.7 tức là nó sẽ um, test lại 1/2 của cái thân đến này. Đó và test đi thành công vùng này thì mục tiêu như vậy thôi, chúng ta lại hướng về vùng 60. VGC ở trong tuần vừa qua thì chỉnh khá là mạnh và hiện tại thì với cách đi của VGC thì chúng ta cũng sẽ chưa thể dự báo được cái khả năng là nó đã phục hồi được hay chưa thì ở đây là trong phiên giao dịch ngày 2 như vậy là nó test về vùng 42 có sự phục hồi nhẹ thì có thể là gì đà kéo của VGC sẽ hướng về cản kỹ thuật 45 và sau đó nó sẽ quay trở về nó test thì các điểm test kỹ thuật quay trở lại ở đây nó khoảng quanh vùng 43 đến khoảng vùng 42.8 nói chung khoảng quanh vùng 42.8 vùng 3 test ở vùng này các chị nhé và test đi thành công và lực cầu quay trở lại đảo long thì như vậy là ở khi đó chúng ta sẽ tiếp tục dự báo về cái khả năng phục hồi của VGC nó sẽ hướng lại vùng cản thuật thuật 48 đến khoảng vùng 48.5. Tiếp ở trong tuần vừa qua có điểm phục hồi. Đấy, có điểm phục hồi đúng không ạ? Từ vùng 24.5 và có điểm phục hồi về vùng 26. Nhưng tại vùng 26 này thì các anh chị nhìn thấy đây, ở trong các cái nhịp trước thì cũng như vậy tiếp không 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 bật qua được. Cho nên là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì tiếp lại test lại ở chân sóng 24, tức là rất nhiều các mã cổ phiếu test lại ở chân sóng 24. Thì các cái điểm test kỹ thuật của tip như thế này là tích cực khi mà chúng ta có hai cây nến giờ phục hồi ở trong phiên chiều với lực tăng khá là tích cực từ vùng 22.7 mà lên đến vùng 23.8 dự kiến thì tuần tới tích cực thì nó sẽ test về vùng 23.5 đó test một phần ở vùng 23.5 còn nếu như trong trường hợp nó yếu hơn thì có thể nó sẽ test lại ở vùng 23.3 thì vọng test tư lý thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu trong thời điểm ngắn hạn thì ở đây thôi, vùng 24.5 và điểm xa hơn à, chúng ta sẽ tiếp tục hướng lại vùng 25.5 đến khoảng quanh vùng 26. Tức là trong quá trình phục hồi thì nó phải lần lượt công lại các cái vùng cả kỹ thuật và tại đó thì các anh chị có thể quan sát thêm ở trong uh, trong phiên giao dịch. Mã cổ phiếu BMC thì với cái mã cổ phiếu này thì các anh chị có thể uh, uh, BCM Chúng ta nhìn ở trên chart cái tụt giờ thì nó sẽ bị uh, nhiễu uh, bởi vì cái mã này thì nó cái tính kính gọi là đây các anh chị, mình sẽ bật cái chart này cho các anh chị xem đây, đó. Thì um, nó đã hình thành uh, một cái 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 chen đây anh chị và ở đây nó có một cái điểm gọi là điểm break trend thì điểm break trend thì chúng ta đã có phân tích rồi và sau điểm break trend đó thì chúng ta có vùng 64, 65 và tuần này thì uh, chúng ta xuất hiện một cây nến test tuần trước một cây nến lên và tuần này một cây nến test đó vậy thì những cái điểm ví dụ chúng ta đặt ở vùng 70 này rồi thậm chí là những cái điểm sâu sâu ở dưới này quanh vùng 66, 67 ở đây thì như vậy là chúng ta cũng đã có các cái điểm thu gom vị thế khá là tích cực với kỳ vọng ở trong nhịp này thì BCM có thể hướng lại vùng cản thuật ở quanh vùng 95 đến khoảng quanh vùng 100. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì đối với thép ở trong tuần vừa qua là một cái tuần tương đối sóng gió à, khi mà nó có những cái tin tức liên quan đến thuế áp chống phá giá ở Liên minh châu Âu đúng không ạ? Đấy những cái câu chuyện lịch trình như vậy kết hợp với cả cái xu hướng của thị trường chung nữa cho nên là đó là hai cái yếu tố tác động kép dẫn đến là nhóm thép trong tuần vừa qua thì nó không đạt được các cái kỳ vọng và nó cũng đã chỉnh giảm chung với cả thị trường HPG chúng ta dự kiến vùng test mục tiêu ở đó là vùng 27.3 đến vùng 27.4 và target tuần thì nó sẽ ở khoảng vùng 28.1 đến vùng 28.2 thì về cơ bản là Hòa Phát cũng đã công lại được vùng cả này và tại vùng cả này thì như vậy là cổ phiếu không có đủ động lực để vượt thoát đi qua và nó bắt đầu chỉnh cung từ vùng 28.2 và trong phiên giao dịch ngày 2 tháng 8 thì như vậy Hòa Phát lùi sát vùng 26.5 và sau đó thì nó tiếp tục test ở vùng 26 5 26.8 hai cái nến giờ phục hồi của phiên chiều khá là tích cực với lực cầu bắt khá là tốt tín hiệu đường má cd thì các anh chị nhìn thấy là tín hiệu đường mát sau một cái giai đoạn đỏ thì nó bắt đầu nó có cái tín hiệu thu lại ở đây rất nhiều các mã cổ phiếu đều như vậy và có thể sang tuần thì tín hiệu đường mát của rất nhiều các mã cổ phiếu sẽ xanh và sẽ phục hồi thì với cách phục hồi của hòa phát như thế này thì tuần tới chúng ta sẽ dự báo ở khoảng quanh vùng 26.8 đến khoảng quanh vùng 27 kỳ vọng hòa phát sẽ test tinh đi thành công và mục tiêu thì chúng ta lại tiếp tục hướng lại vùng 28 Uh, 28 28.1 và vùng 28 28.2 cổ phiếu hoa sen dự kiến vùng test tích lũy ở vùng 22.8 đến khoảng vùng 23 và kỳ vọng thì hoa sen sẽ kéo về vùng 24.5 trên thực tế thì nó chỉ va được vào đến cái vùng cản 23.7 đây thôi và nó bắt đầu đầuị ra tin và tại thời điểm đó thì như vậy là thép bắt đầu uh, chỉnh giảm cả dòng và hoa sen thì bị thủng vùng 22 ở trong phiên du dịch ngày 31 Vùng 2 bị thủng thì như vậy là nó sẽ tiếp tục lùi lại ở vùng 20, 20.3 và 20.5 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là À, sát đến vùng 20.3 và nó bắt đầu gì có ba cây nến và thậm chí là bốn cây nến giờ phục hồi nó chỉ có bị cây nến giờ đầu phiên thôi và sau đó thì nó lấy lại được vùng 20.7 đến vùng 21 và sau những cái điểm đó thì nó test tích lũy đấy anh chị và với cách test của hoa như này tuần tới khả năng chúng ta sẽ tiếp tục lấy biên 20.7 đến khoảng quanh vùng 21 Uh, dự kiến sẽ test tích lũy thành công ở vùng này target tiếp theo sẽ là vùng 22 sau đó sẽ hướng về vùng 23 và khỏe nữa thì nó sẽ hướng về vùng 23.5 thì một cái nguyên lý là gì khi mà thì, khi khi một cổ phiếu xuống thì nó sẽ lần lượt test các vùng hỗ trợ và khi mà cổ phiếu phục hồi thì nó sẽ test ở các cái uh, vùng cản đúng không ạ bên này là hỗ trợ thì đây là cản bên này là hỗ trợ thì đây là cản cái chị hiểu nôm na nó là như vậy cổ phiếu nam kim uh, nkg <laughs> trong tuần thì đây chúng ta dự báo vùng 23 23.3 sẽ là biên độ kỹ thuật mục tiêu thì hướng vùng 24 24.5 và trên thực tế thì nó lên được đến vùng 24 và bắt đầu diện nó bị thủng ở trong phiên giao dịch ngày 31 và khi bị thủng thì nó sẽ test về vùng 22 sau đó thì sẽ về vùng 21 và phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó cũng đã test thành công vùng 21 với lực phục hồi ở hai cây nến giờ kết thúc phiên với đài hiện tại thì có thể là nó sẽ kéo lên vùng 22 5 rồi nó test hoặc nó test luôn tùy thì ở đây sẽ là vùng 21.3 21.5, kỳ vọng là Nam Kim sẽ test về đây, test đi thành công thì mục tiêu chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Cổ phiếu VGS là một mã của nhóm ngành thép và con này thì nó cái cái tính tạo lập của nó cũng rất là nhanh, rất là nhạy, đúng không ạ? Rồi, trong tuần vừa qua chúng ta dự kiến vùng 34 34.3 với target mục tiêu là vùng 38, Xuyên soát đạt. Nói chung là đây nó đã lên được đến vùng 37.5 À 37.5 Còn 0.5 nữa là đạt target vùng 38 Thì nó bắt đầu nó xoạc Thì uh, trong quá trình xoạc các anh chị nhé Thì nó có một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của của nó khá là tích cực ở đây Đó là vùng 30 Các anh chị vùng 30, 31 ở đây là cái điểm hỗ trợ khá là mạnh của uh, VGS Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay nó chạm về vùng 31 và nó bắt đầu phục hồi hai cái nến giờ phục hồi tích cực và đẹp Đúng không? Đây rút chân lên gần như là các cây nến hammer hoặc là các cây nến búa râu nến dưới dài và điểm đóng nến cao nhất ở trong cây nến giờ đó tuần tới khả năng nó sẽ test lại quanh vùng 33 test như thành công thì như vậy thôi mục tiêu lại vùng 37 xa hơn sẽ là vùng 38 cổ phiếu TLH ở trong tuần thì khá là yếu nó xuất hiện một số cây nến bị đạp kịch sàn đạp kịch sàn ví dụ như trong phiên giao dịch ngày 30 này thì sau khi mà nó vượt lại được ở đây các vùng 7.25 7.3 chúng ta dự báo sẽ là vùng biên hỗ trợ và cản trên sẽ là vùng 8 Uh, nó lên được đến vùng 7.6 và sau đó nó bị đạp sàn hai cây và đến phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là về 6, 6 cũng là vùng hỗ trợ khá là tích cực rồi. Và tại vùng 6 thì nó bắt đầu nó xây ở quanh vùng 6.2, khả năng tuần tới thì có thể nó sẽ còn có các cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 62. Kỳ vọng test thì thành công thì như vậy là ở cái quá trình phục hồi đầu tiên thì nó phải hướng lại đến vùng giá 7 đã. Đó, còn vượt qua 7 thì cái đó chúng ta lại tiếp tục chúng ta phân tích. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đối với bất động sản dân cư trong thời gian vừa qua nó cũng chưa có dòng tiền. Do đó thì cái 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 cái, các cái, cái, cái nhịp tích lũy rồi chờ đợi thôi các anh chị và chúng ta cũng không phải là nhà 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 tạo lập cho nên là chúng ta đành phải nương theo xu hướng chung ở tại thị trường thôi và chúng ta phải bơi theo những cái dòng tiền lớn. Và hiện tại dòng tiền lớn nó chưa kích hoạt và nó chỉ đang dừng lại những cái trạng thái thăm dò thôi thì chúng ta cũng phải chờ đợi. Cổ phiếu sale ở trong tuần dự báo ở vùng 15 À, phục hồi lên vùng 16.5 đến vùng 17 Nhưng trên thực tế là nó đi ngang ở quanh vùng 15 Và đến phiên giao dịch ngày 2 Thì như vậy là nó test sát ở vùng 14.3 14.5 Với cách như này thì khả năng tiếp tục tích lũy Các anh chị khả năng tiếp tục tích lũy Và tích lũy thành công thì chúng ta sẽ uh, Tiếp tục hướng lại các vùng cản ở đây thôi 15, 15.5, 15, 16 Cổ phiếu uh, HDG uh, Chúng ta dự kiến vùng 28.2 Sẽ là biên hỗ trợ kỹ thuật để công lại vùng mục tiêu 30 31 trên thực tế thì nó đi ngang sideways và đến phiên giao dịch ngày 31 thì nó bị thủng vùng 28.2. Sau đó nó thất bại vùng 28 và sau thất bại này thì chúng ta sẽ có các vùng hỗ trợ tiếp theo vùng 27, vùng 26 và trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nó về sát đến vùng 26.3 26.4 ở đây. Rồi sau đó nó phục hồi hai cái nến phục hồi ở phiên chiều khá là ok. Thì với cách như thế này chúng ta dự báo tuần tới vùng 26.7 đến khoảng quanh vùng 27. Ờ, sẽ là biên mà Hà Đô sẽ tiếp tục quay trở lại đây test cung chỉnh nền test đi thành công thì mục tiêu thì chúng ta vẫn như vậy thôi đó đầu tiên đó, đầu tiên cái cách đầu tiên nó phải về được đến gì ạ vùng cảnh kỹ thuật 29 ở đây ờ, bứt được cái vùng 29 rồi thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích lên khoảng quanh vùng 30 HDC ở trong tuần vừa qua thì cũng chỉnh cung chung với cả thị trường thôi các điểm test tích lũy chúng ta dự kiến ở đây đó là vùng 28 thì nó cũng vẫn giữ được cho đến tận phiên giao dịch của ngày 31 cơ mà anh chị. Đấy, tận phiên giao dịch ngày 31 thì nó vẫn giữ và nó vẫn test tích lũy được ở trên thành công ở trên cái vùng này. À, tuy nhiên đến phiên giao dịch của ngày 1 và ngày 2 thì như vậy là gì? Nó bắt đầu nó lùi lại. Thế thì ở đây các anh chị nhìn thấy là cái điểm 24 à, nó test lần 1 bật lên rồi nó test lần hai trước khi mà nó phục hồi ở đây thì khả năng lần này nó cũng như vậy thôi đây giờ phiên phiên, phiên ngày hai ngày ngày một ngày hai thì nó test ở đây là vùng hai bảy nó đang bật lên thì khả năng tuần tới nó sẽ test lại và các cái điểm test đầu tiên thì chúng ta sẽ dự kiến ở vùng 27.3 27.5 đó nó sẽ test lại vùng này à, test tích lũy thành công thì mục tiêu sẽ là đảo long và hướng lại vùng 29 còn điểm test sau hơn thì có thể test lại vùng 27 tức là nó cũng hình thành một cái mô hình như này phục hồi xong lại test lại cổ phiếu Nam Long NLG 41.3, 41.5 là hỗ trợ và cản kỹ thuật là vùng 43. Trong tuần thì nó lên được đến suy soát vùng 42.5 và sau đó thì phiên giao dịch ngày 31. Ờ, cổ phiếu này cũng bị thủng vùng 41.3, sau đó tiếp tục thủng vùng 40.5, tiếp tục thủng vùng 39.2 và vùng 38 đến vùng 38.5. Hiện tại đang là vùng hỗ trợ tích cực của cổ phiếu Nam Long. Thế thì ở đây các anh chị nhìn này, nó test lại này và nó bật lên. Hai cái đến giờ phục hồi bật lên khá là tích cực thì... À, có thể là cái đà hưng phấn nó sẽ tiếp tục kéo thêm một hai cây nến giờ ở các phiên giao dịch tiếp theo và sau đó thì gì nó sẽ test lại đẹp thì nó test vùng 39 và xấu hơn thì nó sẽ phải kiểm định lại vùng 38 đến vùng 38.5 test tích lũy phục hồi uh, test tích thành công thì như vậy là chúng ta sẽ hướng đến vùng cản 31 và 41 đến khoảng vùng 41.5 và đối với Nam Long á, thì cũng có cũng sẽ phải view lại cho các anh chị một cái một cái chặt ngày À, vì sao lại như vậy để chúng ta nắm được à, đây các anh chị nhé đấy chúng ta có một cái chân sóng và nam long cũng đang nằm ở trên một cái chân sóng các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cái chân sóng áp up Uptrend uh, up dài của nam long đúng không và và đây và đây thì nó lại đang có các anh chị nhìn thấy đây đúng không trên đến ngày nó đang cái gì nó đang có tín hiệu bị phá vỡ phá vỡ cái kênh xu hướng thế thì sau khi phá vỡ cái kênh xu hướng này ấy, thì có thể là gì trong nhiều trường hợp là gì nó sẽ bật luôn các anh chị nó sẽ bật luôn nó sẽ bật tăng luôn và nó lấy lại kênh xu hướng đó, vậy thì trong trường hợp nếu như à, chúng ta có cây nến giờ à, và cây nến ngày của phiên ngày thứ hai, năm năm chúng ta bật lại được ở trên vùng 40 cộng. Các anh chị nhá, bật lại trên vùng với lực cầu ở đây có thể là đánh khoảng tầm 4 5 triệu cổ phiếu. Thì như vậy là gì? Xác suất là gì? Năm năm sẽ quay trở lại cái vùng đỉnh cũ ở đây. Đó chính là vùng 45 đến khoảng quanh vùng 46 là cao. Các anh chị nhá. Còn tuy nhiên trong trường hợp nếu nó ngập mừng nó sai quay tức là nó không đi được. Các anh chị, nó không đi được, tức là nó lên ở đây rồi nó lại tẹo tẹo nào đó. đó thì có thể là gì cái cách như vậy thì chúng ta lại phải tính toán là gì chúng ta phải tính toán bản hai thì có thể là nam long nó sẽ phải quay trở lại đây đó là vùng ở đây các anh chị nhé vùng 35 đến khoảng quanh vùng 36 đó vậy thì cái cái sinh ra cái câu chuyện là phân tích kỹ thuật nó là như thế tức là chúng ta phải dựa vào tín hiệu nến à, dựa vào cái cường độ tăng và cái cường độ nến để chúng ta đánh giá đó, vậy thì khi view ở trên chart cái thuật ngày thì các anh chị mới nắm được à mới vỡ lẽ ra là à lại tại vì sao nó lại như vậy. Còn nếu như chúng ta view ở trên chart cái thuật giờ đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ nắm được là à như vậy là với cái cách như này thì nó sẽ tăng. Rồi nó sẽ test gap và sau đó nó sẽ tăng, ví dụ như vậy. Và cái câu chuyện là gì nó phải vượt lại được ở những cái vùng à, cả cái thuật trong thời điểm ngắn hạn ở đây, đó là vùng 41 đến vùng 41 5 ví dụ như vậy. Còn nếu chúng ta vừa xem được ở trên trạng cái thuật ngày, vừa xem được trên chart giờ thì chúng ta sẽ kết hợp giữa hai yếu tố đó thì À, cái cách mà chúng ta nhìn nhận các cái vấn đề nó sẽ sâu sắc hơn, và các anh chị lưu ý Cổ phiếu KDH ở trong tuần có target kỹ thuật đúng không nhỉ KDH 35.5 đến vùng 35.7 là dự kiến biến test này Và target ở vùng 37 điểm xa hơn ở vùng 38 Thực tế thì lên được đến vùng 37 À 36.5 thì như vậy là nó cũng bị gãy thì nó gãy điểm thứ nhất là vùng 35.5 sau đó thì phiên giao dịch ngày thứ ngày ngày ngày, mùng 2 thì như vậy là lùi lại vùng 34 và cái vùng 34 này cũng là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là quan trọng của KDH và rất may nó có hai cái đến giờ phục hồi với cách phục hồi như vậy thì có thể là gì đà hưng phấn sẽ tiếp tục kéo về vùng 35.5 và sau đó lại test các điểm test cung kỳ vọng à, test đẹp thì nó sẽ test ở khoảng quanh vùng 34.5 còn đương nhiên đương nhiên là test xấu hơn thì nó sẽ trả hết cung và nó có thể nó test lại vùng 34 đó test linh dị thành công ở vùng này thì mục tiêu nó vẫn như vậy thôi 36.5 đến khoảng vùng 37 Đạt Phương cũng là một mã cổ phiếu rất hay và nó đã có một cái xu hướng uptrend trong cái thời gian vừa qua uptrend dài và nó đạt được những cái target cực kỳ là 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 chất lượng đúng không ạ và trong tuần vừa qua, vùng 50.5 đến vùng 51 dự kiến chỉnh cung, test tích lũy thành công thì vùng 53, điểm xa hơn sẽ là vùng 56, thực tế thì lên được đến vùng 53. Và nó test lại này phiên ngày hôm nay, ngày mùng 2 như vậy là nó test vùng 46 và đối với Đạt Phương thì cái vùng 45 46 là vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh của Đạt Phương. Và sau cây nến hai cây nến giờ phục hồi thì có thể tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 47.5 đến khoảng quanh vùng 48 test tích định thành công thì mục tiêu sẽ là vùng 52 đến vùng 53. Và ví dụ như các anh chị view Đạt Phương ở trên chạc kỹ thuật ngày thì chúng ta cũng sẽ nắm được. Đó ví dụ Đạt Phương chúng ta đã xây được những cái target rất là cao và uh, nó cũng là một cái mã cổ phiếu đấy các anh chị uptrend tận từ năm 2003 cho đến thời điểm tại nó vẫn đang ở trong xu hướng uptrend. Đó thì nếu như chúng ta view ở trên 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 chạc kỹ thuật view ở trên chạc uh, kỹ thuật, uh, thuật ngay thì chúng ta thấy rằng là gì? À như vậy cái vùng 44 đấy các anh chị, vùng 44 45 là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh của Đạt Phương và có thể là sau ở đây nó sẽ có những cái nhịp hồi hồi buôn lên rồi sau đó nó sẽ cần có những cái nhịp gì ạ hồi lại test lại và nó test nó xây nó xây thành công ở vùng này thì khi đó là gì à chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới có một cái à, cái chen để mà hướng lại vùng 58 đến vùng 60 ở đây đó phân tích ở trên trạng cái thuật ngày nó là như vậy nhưng trên chạc cái thuật giờ thì chúng ta sẽ nhìn những cái điểm ngắn hơn đó thì các anh chị có thể kết hợp giữa hai à, cái khung giờ đó là khung giờ ở trên chạc cái thuật giờ và trên trạng cái thuật ngày để chúng ta ngắm cổ phiếu DG trong tuần thì nó test lại nó test lại chân sóng 22 tháng 4. Đây các anh chị ở vùng 23. Thì trong tuần chúng ta có dự kiến vùng 23 23.7 này và target kỹ thuật là 25 và điểm xa hơn sẽ là vùng 26. Thực tế thì nó đạt được đến vùng 25. Và lên đến vùng 25 thì không có động lực cho nên nó lại quay lại nó test này và ở đây thì nó test lại vùng 23 khá là thành công hai cái đến giờ phục hồi. Cho nên tuần tới lại vùng 23.5 23.7 đó, thuận sẽ là như vậy, còn trong trường hợp mà nó yếu hơn thì có thể là uh, nó sẽ test lại ở vùng 23.3. Đây này, 23.3. Rồi test tư duy thành công thì mục tiêu lại lại như vậy thôi. À uh, lại vùng 25. Ờ uh, đúng ạ. Và bớt được cái vùng 25 rồi thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta xây lên ở quanh vùng 26. Đất xanh, uh, rất nhiều anh chị em cầm đất xanh và bản thân thì admin cũng đang cầm đất xanh. Các anh chị không có vấn đề gì cả tại vì là từ năm 2010 cho đến thời điểm hiện tại chúng ta trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống rồi chúng ta trải qua bao nhiêu thăng trầm của thị trường rồi có vấn đề gì đâu cứ bình tĩnh chúng ta tích được cổ phiếu rồi thì ở các cái vị thế tại các cái vùng hỗ trợ thì vẫn cứ canh nhặt thêm thôi và tích lũy thêm thôi à, không có vấn đề gì Đất xanh thì trong tuần vừa qua thì chúng ta dự kiến 13.7 đúng không? Và mục tiêu 14, 14, 14.5, 15 à, Tuy nhiên là 13.7 thùng thì nó sẽ phải lùi lại vùng 12.5 đến vùng 12.75 Phiên ngày hôm nay có 12.6 mấy đấy này Phục hồi lên, à, tuy nhiên điểm phục hồi này của, của đất xanh chưa ổn đâu các anh chị Có thể là đà hưng phần nó sẽ kéo lên vùng 3.5 nhưng sau đó nó sẽ quay trở lại nó test Ít nhất là test 12.75 Còn 12.5 thì chưa tính đến nhưng mà 12.75 thì khả năng đến nơi rồi test tích lũy thành công thì mục tiêu như vậy thôi. Trước mắt thì cứ nhẹ nhàng đã 14 đến 14.5. Ai yêu thì lướt lát nhẹ nhẹ còn nếu như mà các anh chị uh, tích dài cầm dài thì như vậy là cứ hỗ trợ mạnh thì chúng ta cân thôi và khi thị trường chúng ta xác nhận các chất sóng chúng ta cân thôi. Novaland ở trong tuần thì dự kiến ở khoảng quanh vùng 10.9 đến vùng 11. À, và nó chia nhá, hình như chia. À, chia. Chia tách. Cây này là cây kịch trần này, à, chia tách. Trong tuần vừa qua là chia tách nên là à, uh, chạc kỹ thuật của Novaland chúng ta phải vẽ lại cái anh chị nhé tất cả những cái chạc trước này thì nó bị hỏng và chúng ta vẽ lại ở đây cản trên 12 cặp 12 thì nó lại test lại phiên ngày hôm nay như vậy là 11 đến vùng 11.3 khả năng tuần tới sẽ có quanh vùng 11.3 có thể là nó sẽ nó sẽ test nhẹ lại một tí nữa rồi và sau điểm test nhẹ đó thì chúng ta lại tiếp tục vùng 10 2.3 đến vùng 12.5 cái này viết bị nhầm rồi cổ phiếu PDR trong tuần thì cũng khá là yếu và về cơ bản thì xu hướng chỉnh chỉnh cung vẫn là chủ đạo thôi. Vùng 19.3 19.5 dự kiến test tích lũy. Đó, target kỹ thuật thì hướng về khoảng quanh vùng 21.5. 21.5. 21 Thực tế thì chỉ đây thôi, nó chạm cái vùng cản này và nó không thể bật qua được các anh chị và từ đây nó chỉnh cung. Ở đây là vùng 17.5, 17.8 phiên ngày hôm nay đã bắt đầu có cái sự phục hồi từ vùng 17 với hai cây đến giờ phục hồi khá là tích cực tuần tới 17 tuần tới nó có thể là gì nó sẽ có những cái điểm test trả lại làm sẽ test trả lại cung ở khoảng quanh vùng 17.5 17.8 test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục hướng lại vùng 20 quanh vùng 20 tạm thời sẽ như vậy anh chị nha rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì phiên giao dịch của ngày hôm nay thị trường chúng ta phục hồi mạnh, rút chân mạnh và có đạt tích cực góp công một phần rất lớn của nhóm ngành chứng khoán bởi vì nhóm ngành chứng khoán đã có một số các cái mã cổ phiếu phục hồi và tăng tăng tích cực hoặc là tăng kịch trần thì đã giúp cho cái đà hứng phấn nó lan sang các nhóm ngành khác và đã giúp cho chỉ số VN Index chúng ta phục hồi sắp xỉ khoảng tầm 9 điểm à, uh, Tuy nhiên đây là một cái lực kéo bất chợt Các anh chị, lực kéo bất chợt Cho nên là cái câu chuyện là xu hướng chung Thì nhóm ngành chứng khoán sẽ quay trở về chỉnh cung và lắp gáp và cổ về VCI trong tuần thì nó bị thủng uh, vùng 44.7 đây và sau đó tiếp tục thủng vùng 44 thì như vậy thôi nó sẽ về lùi lại và ở trong ngắn hạn thì vùng 40.4 đến khoảng vùng 41 là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là mạnh của VCI và phiên ngày hôm nay thì nó về đến khoảng vùng 41.2 nó phục hồi. Với cách thức như vậy thì chúng ta dự kiến ở vùng 42 đến vùng 43 khả năng tuần tới sẽ có những cái điểm test lại như vậy 42 đến vùng 43 test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy mục tiêu ở trong thời điểm ngắn hạn thì đây các anh chị nhé đây có một cái vùng cản cho nên là nó phải va cái quá trình mà nó phục hồi thì nó phải va các cái vùng cản thấp trước đó là vùng 44.5 sau đó thì thuận thì nó sẽ lên được khoảng quanh vùng 46 Cổ phiếu HCM trong tuần chúng ta dự kiến các cái điểm test tích lũy ở khoảng vùng 25.2, mục tiêu thì sẽ hướng về vùng cản 26. Ờ uh, suy soát đạt, nói chung là suy soát đạt và sau đó thì nó sideways ở trong phiên giao dịch của ngày 29 30 31 và sau đó thì uh, cuối ngày của 31 thì như vậy nó bắt đầu nó có cái điểm thủng ở quanh vùng 25.5 với lực bán khá là mạnh. Thì như vậy là nó lùi lại về vùng 23.5, 23.7 ở đây Và đối với HCM thì nó sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh ở vùng 22.8 đến vùng 23 Thì tuần này nó chưa về đến và khi về đến vùng 23.5 thì HCM bắt đầu có một lực đẩy lại ở đây Như vậy tuần tới thì thuận thì sẽ ở sẽ khoảng vùng 24 Các anh chị khoảng vùng 24 đến vùng 24.3 test tư thành công thì mục tiêu như vậy thôi Tiếp tục ngắm lại cản 26 cổ phiếu SSI vùng 31.8 đến khoảng vùng 32 dự kiến test tích lũy thành công thì sẽ hướng về vùng 33.5 và trong phiên giao dịch ngày 31 nó bị thủng vùng hỗ trợ 21.8 cho nên nó sẽ rơi và đối với thằng SSI này nó có uh, phiên ngày hôm nay thì nó rơi về vùng 29.5 đến vùng 30 có sự phục hồi và trong thời điểm ngắn hạn thì đối với SSI vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh của nó sẽ là vùng 28, 28.3, 28.5 thì như vậy là gì? Nó tạm thời thì nó đang ở cái vùng hỗ trợ trên mà nó chưa về đến vùng hỗ trợ dưới các anh chị nhá. Và nó phục hồi với hai cây nến, hai cây nến kéo ở trong phiên chiều khá là tích cực. Và với đà hưng phấn như vậy thì có thể gì nó sẽ tiếp đà, à, nó sẽ tiếp đà và nó sẽ tiếp tục kéo long về khoảng quanh vùng 32. Rồi sau đó nó sẽ chỉnh cung và các cái điểm chỉnh cung tích cực sẽ ở khoảng quanh vùng 30.5 đến khoảng quanh vùng 31. Uh, đó ở uh, 30.5 đến khoảng vùng 31 test uh, tích lũy test tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục uh, hướng lại target kỹ thuật của em này ở khoảng quanh vùng 33 đến khoảng vùng 33 5 vnd ở trong tuần 15.5 16 cản trên ở đây 16 chạm cản trên test hỗ trợ dưới và phiên 31 thùng thủng 15.5 thì như vậy thôi nó sẽ về 15 và 15 thủng thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh của nó sẽ là vùng 14.3 đến vùng 14.4 trên thực tế thì phiên ngày hôm nay VND về đến vùng 4.6 hai cái đến giờ phục hồi có thể với cách kéo của VND tiếp tục kéo và tiếp tục kéo đến khoảng quanh vùng 15.5 15.6 đây rồi sau đó nó sẽ test à, vùng test mục tiêu sẽ là vùng 15 15.2 test thành công của vùng này thì lại ngắm lại cản kỹ thuật 16 FTS là một cái mã cổ phiếu mà khi mà nó thị trường hồi và khi nhóm chứng khoán hồi thì gần như nó sẽ tím nó tím nhanh đấy. nó phục hồi nhanh nó tím nhanh trong tuần vừa qua chúng ta dự báo vùng 37.5 nó đi khá tốt đến phiên giao dịch ngày 31 và đến ngày 31 thì nó bắt đầu nó rụng rụng dần và đến phiên ngày 1 tháng 8 thì nó bắt đầu nó bị đạp khá là mạnh thì quá trình đạp thì nó sẽ về 36 thùng 36 thì nó sẽ về vùng 34 và hiện tại thì ở tại vùng 34 nó đang có tích lũy và cây nến ngày hôm nay thì cây nến tăng kịch trần với lực kéo khá là mạnh và với lực kéo này thì đà hưng phấn sẽ tiếp diễn thôi và với cách đà hưng phấn tiếp diễn như vậy thì có thể nó sẽ kéo về khoảng đây này vùng 38 nó khoảng vùng 38.3 rồi sau đó thì chúng ta kỳ vọng điều gì nó sẽ tiếp tục test tích lũy và test thành công ở trên vùng 36 cộng thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục nâng target kỹ thuật của SS lên vùng 40 SHS ở trong tuần thì chúng ta có nói đến vùng 16.3. Đúng không ạ? Test thành công thì như vậy mới tăng được và trên thực tế thì vùng 16.3 cũng bị thủng trong phiên giao dịch của ngày 31. Thì khi nó bị thủng thì nó sẽ hướng về vùng à, vùng hỗ trợ mạnh là vùng 14 thì cây nến này là cây nến ảo này, còn cây nến thực tế của nó là đây này. Nó về đến vùng 14.6 thôi và bắt đầu nó phục hồi và đây là hai cây nến giờ cũng khá là tích cực của SSH ở trong phiên chiều. Thì như vậy chúng ta kỳ vọng là SSH sẽ tiếp tục xây và các cái điểm xây đó nó ở khoảng quanh vùng 14.8 đến khoảng vùng 15. Test tư lý thành công của vùng này thì mục tiêu như vậy thôi sẽ hướng lại vùng 16.8 đến khoảng quanh vùng 17. VX ở trong tuần vừa qua thực hiện chia dẫn đến câu chuyện là chúng ta <laughs> sẽ phải vẽ lại chạc kỹ thuật của VX thì có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở điểm chân sóng ngày 24 ở vùng 10.8 thì nó test thủng rồi xong đó đến phiên chia thì nó kéo kịch trần. Xong đó nó sideway đi ngang, rồi nó test lại, rồi nó bật lên. Nói chung là nói chung là cái đoạn này nó cũng đang là lừng hừng đối với VX cho nên trong tuần tới sẽ ở khoảng vùng 11, 11.1 đến khoảng vùng 1.3. Test tích lũy thành công thì như vậy trong thời điểm ngắn hạn là chúng ta sẽ nâng người ta cái kỹ thuật của VX lên quanh vùng 12.5. Cổ phiếu AGR cũng có một cái giai đoạn chỉnh khá là dài rồi và bây giờ thì nó cũng đang có các điểm hỗ trợ. Có các điểm hỗ trợ ở đây. Đây anh chị. À, dự báo tuần vừa qua là 17 này. Nhưng mà vùng 17 nó thủng nha đúng không? Thì nó về 16 này. 16 trong phiên giao dịch ngày 2 và à, kết thúc phiên thì nó cũng đã có một cái lực đẩy khá là mạnh về lại mùng 17 với một cái nến giờ test đó như vậy là vùng 16.5 đấy vùng 16.5 đến khoảng quanh vùng 16.7 dự kiến sẽ test tích lũy vùng này mục tiêu thì sẽ ở khoảng vùng 17.8 17.8 đến khoảng quanh vùng 18 Cổ phiếu VDS cũng là một mã cổ phiếu rất nhạy con này nó chạy rất nhạy và phiên ngày hôm nay thì như cũng tăng kịch trần đó trong tuần thì vùng 20.8 đến vùng 21 ở đây chúng ta dự kiến là gì nó test tích lũy để nó công về vùng 22.5 nhưng trên thực tế là đến phiên giao dịch ngày 30 thì nó bắt đầu nó lụi dần và đến phiên 31 thì nó bị mất vùng 20.8 và với việc mất 20.8 thì cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh của cổ phiếu VDS sẽ là vùng 7.3 đến vùng 7.5 nhưng trên thực tế trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy là VDS đang chỉ về đến ở khoảng quanh vùng 18.1 và bắt đầu phục hồi thì với cách phục hồi như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng điều gì có thể là tuần tới VDS sẽ có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng 19.5 điểm sâu hơn sẽ là vùng 19 À, nó sẽ test lại một phần của cái chân nến và một phần của cái râu nến phục hồi này Và test tiếp tục thành công ở vùng 19.5 Thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục hướng về vùng cảng kỹ thuật 21.5 Điểm xa hơn sẽ là vùng 2.5 Cổ phiếu ORS dự kiến ở vùng 12.7, 12.8 Test tiếp thành công thì mục tiêu sẽ công lại về vùng 3.5 à, Và đến phiên giao dịch ngày 31 thì nó cũng bị phá vỡ cái vùng 12.7 thì nó sẽ về vùng 12.4 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 12 12.1 thì phiên ngày hôm nay là về vùng 12.1 và đã bắt đầu nó có phục hồi. Đây cũng có xuất hiện một cây đến giờ kéo mạnh và sau đó có một cây đến test rồi. Vậy thì các cái điểm test kỹ thuật của ORS thì có thể là vùng 12.6, 12.8, 12.7 ở đây. Đó, tuần tới test tích lũy thành công ở vùng này. Thì mục tiêu của ORS thì nó lại tiếp tục quay trở lại đây thôi, cản cái thuật 13.4 đến khoảng vùng 13.5. CTS uh trong tuần vừa qua thì cái sự biến động của cổ phiếu này cũng khá là mạnh bởi vì là các anh chị biết rồi, phiên giao dịch của ngày 20 uh, phiên giao dịch của ngày mùng một thì như vậy là uh, rất nhiều các mã cổ phiếu nằm sàn đúng không ạ? Và phiên ngày hôm nay thì nó lại kéo kịch trần. Uh, tức là một cái cái sự gọi là rung lắc rất là mạnh. CTS ở vùng 34.5 đến khoảng vùng 35. Đây là vùng hỗ trợ và chúng ta nhìn thấy là ít nhất ở phiên giao dịch ngày 9 30 31 đấy các anh chị này. nó vẫn giữ được nhưng mà đến cuối phiên 31 thì nó bắt đầu bị thủng. Và khi nó bị thất bại ở vùng 34 thì như vậy là CTS sẽ hướng về vùng 31 và phiên ngày hôm nay chạm vùng 31 thì à, như vậy là CTS bắt đầu có sự phục hồi. Và nó test lên à đúng không ạ? Và cây đến kết thúc phiên thì nó cũng hình như là CTS cũng tăng kịch trần. Với hai cây nến giờ kết thúc phiên, lực kéo mạnh. Đấy, vô mạnh ở đây anh chị nhìn thấy không ạ? Rồi. Và như vậy tuần tới thì nó sẽ có thể đáng phấn thì nó sẽ kéo luôn. Có hai cách, một là kéo luôn rồi quay trở về test, hai là test luôn. Thế thì các cái điểm test mục tiêu thì có thể test lại vùng 33 đến khoảng quanh vùng 34 test đi thành công thì mục tiêu chúng ta lại tiếp tục ngắm vùng ngã thuật lên đây đó là vùng 38 cổ phiếu MBS ở đây à, chúng ta cũng có cái bìa biên hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 29.8 đến khoảng vùng 30 và nó cũng giữ khá tốt và đến phiên giao dịch ngày 31 thì nó mới bị thất bại và khi cái vùng 29.8 bị mất thì như vậy là uh, MBS sẽ lùi lại vùng 27. Điểm sau sẽ là vùng 26. Cây nến này là một cây nến không đúng đúng anh chị nhé. Uh, nó kéo từ giá sàn lên. Nó chỉ khớp khoảng đâu đó 100 cổ phiếu giá sàn thôi. Sau đó nó khớp lên. Còn giá thực của MBS ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Chính thức nó ở khoảng vùng 27.5. Và sau đó nó quay trở lại phục hồi. Thế thì với cách phục hồi như thế này thì tuần tới cũng như vậy thôi. Uh, MBS có thể có những cái điểm test lại ở khoảng quanh vùng. Ở đây là vùng 28.5 đến khoảng quanh vùng 29 kỳ vọng test lưu ý thành công thì mục tiêu chúng ta lại như vậy thôi lại tiếp tục vùng 32 đến khoảng quanh vùng 33 và khả năng cao thì 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 với cái cách cách phục hồi của MBS hoặc là các cái mã cổ phiếu chứng khoán thì tuần tới chúng ta dự báo là ở thị trường chúng ta và nhóm chứng khoán nói riêng sẽ bắt đầu bước vào một cái xu hướng phục hồi rồi như vậy thì về cơ bản là thị trường của tuần vừa qua thì như vậy đồng đã dành thời gian để phân tích cho các anh chị về cơ bản cái danh mục như vậy còn đối với xu hướng của tuần tới thì các anh chị cũng chị em của chúng ta cũng hết sức là lưu ý bởi vì là một phiên phục hồi thì nó sẽ chưa thể nói lên xu hướng thị trường và chúng ta sẽ cần thêm như đã có phân tích thì khả năng là sẽ phải đến phiên giao dịch của ít nhất là chiều thứ ba hoặc là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới có thêm được cái xu hướng và À, cái sự luân chuyển từ dòng tiền chờ mua sang dòng tiền mua chủ động để chúng ta xác nhận à, các cái nhịp hồi à, các cái nhịp sóng hồi các anh chị nhá và trong thời điểm ngắn hạn thì các anh chị lưu ý đối với chỉ số phá sinh và chỉ số vn30 chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng ở vùng 1260 đến vùng 1265 và các cái điểm nhấn kỹ thuật của bộ đôi này thì chúng ta phải cần lấy lại được vùng 1290 các anh chị lưu ý nhớ cái điểm 1290 đó còn đối với chỉ số vn index thì ở đây chúng ta cũng nhìn sơ bộ qua một chút xíu nữa ở trên trạc kỹ thuật ngày để chúng ta nắm được thứ nhất là nếu như chân sóng của tháng 11 năm 2023 thì đến thời điểm hiện tại là nó đang bị rụng qua Đấy anh chị nhá nó đang bị rụng qua vậy thì quá trình rụng này thì nó lại hình thành một cái điểm 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 chéo chéo ở đây thì có thể là gì có thể là một đến hai phiên tới à, cho đến phiên giao dịch ngày thứ tư thì nó có thể lừng khừng lừng khừng ở đây và nó tích để nó đi xây đó và 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 chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ quan sát các cái điểm chỉnh cung test cung test nền ở đây để chúng ta dự báo về mặt thiên đường kỹ thuật và trong trường hợp nếu như chỉ số vn index chúng ta mà nó trượt ở trên cái 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 đường 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 chéo xanh này á thì như vậy là thị trường chúng ta trong thời điểm ngắn hạn thì cũng khá là khó khăn đấy theo quan điểm của như vậy nhưng nó vượt lên lại được tức là sau một cây nến tăng này có thể một hai cây nến test và đến phiên giao dịch của ngày thứ tư hoặc là là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba thì như vậy là chỉ số vn của chúng ta sẽ xuất hiện các cây nến xanh như thế này với lực uh, đánh mạnh trên các nhóm ngành ví dụ nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành bất động sản nhóm ngành trụ hoặc là thép vân uh, vân thì như vậy là chúng ta sẽ dự báo là gì như vậy là thị trường chúng ta sẽ bước vào một cái nhịp phục hồi ngắn và nhịp phục hồi đó phục hồi về đâu và nó như thế nào thì chúng ta hàng ngày chúng ta đã có những cái bản tin chúng ta phân tích rồi thì uh, trên đây là một vài góc nhìn uh, xu hướng tuần vừa qua và dự báo cho anh chị em một vài À, các cái điểm nhấn kỹ thuật ở trong tuần tới và anh chị em chúng ta tham khảo bản tin tuần này xin phép được tạm dừng tại đây xin chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích cập nhật tiếp theo